Thì Sô xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Thi Sô Tu Du. Hôm nay Thi Sô sẽ mời cả nhà mình đi dạo đường phố Phan Thiết cùng với Thi Sô. Vào buổi tối thì đây là những con đường hẻm nho nhỏ ở trong khu vực gần ngay chỗ khách sạn Vĩnh Thủy ngày xưa đó cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay trên con đường này thì Thi Sô sẽ mời cả nhà mình đi dạo những cái hẻm nhỏ, sau đó mình đi xuống sóng đạo ở Thanh Hải. Thì là đầu tiên Thi Sô xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Cảm ơn mọi người đã xem và nhớ bấm like để ủng hộ cho Thi Sô. Bởi vì cái sự tương tác YouTube đánh giá thì qua nhận cái lượt like và lượt bình luận, cho nên là cô chú anh chị các bạn nhớ xem và nhớ bấm like ủng hộ cho Thi Sô ha. Còn nếu yêu thích video clip này và muốn tặng cái điều gì đó cho Thi Sô bằng lời nói thì cả nhà mình cứ bình luận vào bên dưới. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Con đường này là con đường Lý Đạo Hành cả nhà mình. Ở đây thì có cái công viên, công viên này là công viên Cầu Vồng. Ở khu vực này lúc trước đó là cái đường này mình đang đi là lúc trước là sân gốc ở đây. Những cái nhà dân này là họ sẽ có một cái bức tường thành cao che lại, họ không có đi vào trong sân gốc được. Nhưng mà từ ngày mà mình mở cái con đường này ra thì sân gốc trở thành cái khu đất rất là khá là nhiều tiền ở đây, cho nên là nếu như mà ai mà có tiền mua đất ở trong khu vực này thì phải là mình gọi giống như cái kiểu từ là đại gia đó cô chú anh chị các bạn, nhiều tiền cũng mua được, ít tiền cũng mua được. Và hôm nay là Thi Sô có mua cái cây gắn cái điện thoại này lên trên cái đầu xe, thì không biết là cô chú anh chị các bạn mình xem cái hình ảnh này mình thấy có phù hợp ok hay không. Và một cái điều mà Thi Sô muốn đi cùng với cả nhà mình hôm nay nữa là mình sẽ đi dạo ngay cái công viên Cầu Vồng. Cái công viên Cầu Vồng này buổi tối Thi Sô thường hay ra đây ngồi chơi hóng mát gió, ngồi coi mấy bạn trẻ chơi trượt patin rồi chơi xe đạp điện, hay ra đây chơi. Nên là cái khu vực này cô chú anh chị các bạn ngồi thấy mình thấy đường phố xá, thì ở đây ngồi có một cái nữa là khách sạn khá là nhiều. Thi Sô đi ra một vòng cái công viên Cầu Vồng này, sau đó là mình dọc ra lại đường khu vực Thanh Hải. Mình nhìn mấy cái lô này vậy chứ là đất có chủ hết rồi đó cô chú anh chị các bạn ơi. Cái lô ở đây thì nếu mà bán thì cũng được 3-4 tỷ gì đó, 100 mét vuông. À không, có lộn 3-4 tỷ là giá ngày trước thôi, chứ giờ 7 tỷ nó lộn nó lại như cả nhà. Bây giờ là mặt trời đang xuống dần nên cô chú anh chị các bạn nhìn ở bên góc bên tay phải là mình thấy là mặt trời ửng đỏ lên, khoảng nửa lặn xuống là bắt đầu trời sẽ tối. Cái này người ta hay thường gọi là chạng vạng. Sô đang chờ đèn xanh đèn đỏ. Khu này thì không ít có nhà của người dân ở, thì mình đi lên trên này nó mới có
Thực sự có nói với cô chú anh chị các bạn khi về Phan Thiết á, thời điểm bây giờ mình cũng lo có nhà khách sạn hay nhà nghỉ để ở đâu, mà giá ở đây cũng bình dân à, không có cao tiền. Đây là khu đô thị phố biển D3. Đó, ở đây có Blue Ocean này cả nhà. Cái mà mình nhìn thấy ngay cái góc biển này luôn này. Hôm bữa trước đó thì Su có hỏi Đại Dương Xanh này. Thì Su có hỏi thì họ chưa có đi vào hoạt động, nhưng mà thì Su thấy bây giờ là bắt đầu sáng đèn lên, chắc là đã đi vào hoạt động rồi. Cái khách sạn này nó nằm ngay cái bên biển luôn. Chỉ cách một con đường là tới biển Đại Dương mình thôi. Để tôi xuống rẽ qua một cái cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Khách sạn đó thì mới nè, mới hoạt động chừng được một vài tháng ha, từ tết tới giờ thì có chừng tháng rưỡi hai tháng thôi. Đó, đi thẳng một cái nữa là ngay cái góc cái đèn sáng sáng dưới đó, đèn xe máy đang chạy đó là biển đó cô chú anh chị các bạn. Là ở đây là bước một cái là ra biển tắm thôi. Ngay ở bên tay phải mình rẽ xuống cũng đi xuống biển được luôn. Cầm niêu khu biển Phan Thiết. Rồi cái Su sẽ rẽ qua cái đường này để đi vào cái khu vực nhà dân. Nó hơi
là đi ra đây là khu nhà dân, mà ở đây thì không có điện cho nên mình đi mình thấy trời nó hơi tối. À ha, tối thui luôn. Không có điện đường á cả nhà mình, cho nên mình đi đường mình thấy nó tối. Phía trước của mình là một chút xíu là mình sẽ có giáo xứ An Bình. Để thẳng ra lại là mình sẽ ra đường Thủ Thiêm hơn. Để đi xô đi xuống cái hướng nhà thờ Thanh Hải chút xíu ha. Thì ra đường lại rồi thì nó sáng hơn một chút. Sứ Thanh Hải. Và Tiso cũng xin dừng lại cái video clip ở đây ạ. À.
cảm ơn cả nhà mình đã đi dạo vòng vòng cùng với Thi Xu từ nãy giờ. Kính chúc sức khỏe cô chú anh chị các bạn.